Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo 6 giờ hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị, sáng 16 tháng 6 với 476 trên 477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,58% tổng số đại biểu, Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là. Dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 1 năm 2022, trong khi quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông quá phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, sáng 16 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội và nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh, với tỷ lệ tán thành lần lượt là 95,18% và 95,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Trong khi đó, dự án đường vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 17 tháng 6, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình cục bộ có nắng nóng, có nơi 36 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 38 độ C. Cảnh báo, cường độ nắng nóng ở khu vực Trung Bộ trong 2 đến 4 ngày tới có xu hướng gia tăng. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ Y tế Thái Lan vừa phê chuẩn khuyến cáo mới về việc vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Theo đó, số mũi vaccine ngừa COVID-19 mà mỗi người dân được tiêm ở mức cơ bản sẽ là 3 mũi. Và sau đó, cứ mỗi chu kỳ 4 tháng, người dân nên tiến hành tiêm thêm một mũi vaccine tăng cường để giảm nguy cơ bị lây nhiễm. Thưa quý vị, số vụ tấn công mạng trong năm 2021 có xu hướng giảm nhưng tính chất thì lại ngày càng phức tạp vì các tội phạm công nghệ cao đã chuyển từ tấn công người sử dụng điện thoại di động sang các lĩnh vực khác như ngân hàng và trò chơi điện tử. Đây là nội dung trong báo cáo thường niên vừa được công bố mới đây. Theo phân tích của Kaspersky, một công ty đa quốc gia về an ninh mạng, mặc dù số vụ tấn công mạng giảm song tính chất ngày càng phức tạp do các phần mềm độc hại được ngụy trang dưới các ứng dụng hợp pháp được tải xuống từ App Store. Trong khi đó, việc xóa ứng dụng này khỏi App Store là không hiệu quả vì các phiên bản phần mềm được cập nhật liên tục dưới các tên gọi khác nhau và các tài khoản của những nhà mạng khác nhau. Báo cáo còn cho thấy Android vẫn là hệ điều hành di động chiếm ưu thế trên toàn thế giới, do đó hệ điều hành này là mục tiêu của tội phạm mạng do số người dùng cao. Trước thực trạng trên, báo cáo nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc cài đặt các ứng dụng bảo mật đáng tin cậy để bảo vệ quyền riêng tư và danh tính của người dùng, đồng thời bảo vệ các thiết bị khỏi phần mềm độc hại và các thủ thuật tấn công mạng tinh vi. Thưa quý vị, hơn 10 năm giữ vai trò trưởng xóm, người có uy tín của xóm Hạ, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, ông Nguyễn Văn Bảy, dân tộc Sáng Diều, không chỉ là tấm gương làm kinh tế giỏi mà còn là hạt nhân tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, với vai trò là trưởng xóm, người có uy tín, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, con em trong độ tuổi lao tham gia làm việc tại các công ty, nhà máy trong và ngoài tỉnh. Với những đóng góp của mình, ông Bảy được người dân trong xóm tình yêu, nể phục, nhiều năm liền, ông được nhận giấy khen của ban dân tộc tỉnh, thành phố Phổ Yên và xã Phúc Thuận. Ước nói về ông Bảy, ông Ôn Văn Huân, bí thư đảng ủy xã Phúc Thuận chia sẻ, ông Nguyễn Văn Bảy có nét sống giản dị, luôn gần gũi với bà con. Đời sống của nhân dân, diện mạo nông thôn ở xóm Hạ có sự thay đổi nhưng ngày hôm nay ngoài sự đoàn kết, nỗ lực của người dân thì có sự đóng góp không nhỏ của ông Bảy. Thưa quý vị, không chỉ ở các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa,
Bình Thuận, Ninh Thuận mới có tháp Chàm mà ở Đông Nam Bộ, cũng có một ngôi tháp cổ lâu đời gắn liền với văn hóa Ốc Eo, đó chính là tháp cổ Bình Thạnh ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tháp cổ Bình Thạnh đặc trưng của nền văn hóa Ốc Eo là một trong số những ngôi tháp hiếm hoi còn sót lại ở Đông Nam Bộ. Tháp được đặt tên là tháp cổ Bình Thạnh bởi công trình này nằm phía hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông tại ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tháp Bình Thạnh được phát hiện chính thức cùng tháp Chóp Mạc Tây Ninh đầu thế kỷ 20 qua tài liệu báo cáo khảo cổ học Tây Ninh của Thư viện Nghiên cứu Khảo cổ Đông Dương. Đền tháp Bình Thạnh được xác định ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 9 thuộc văn hóa Ốc Eo. Trải qua hơn 1.000 năm tuổi, biết bao sự đổi dời của thời thế, tháp cổ Bình Thạnh vẫn giữ được gần như vẹn nguyên kiến trúc đặc biệt của mình, là một phần quan trọng trong di sản văn hóa của dân tộc. Nằm trên khu đất cao và khá bằng phẳng, khu tháp cổ ẩn mình bên dưới những hàng cây xanh sum xuê bóng mát, mang đến một khung cảnh vô cùng thơ mộng, hoang sơ, bí ẩn nhưng cũng không kém phần thanh tịnh và trang nghiêm. Tháp cổ Bình Thạnh có giá trị lịch sử lớn lao và vô cùng quý giá đối với di sản kiến trúc của dân tộc, vì đây chính là ngôi tháp duy nhất vẫn còn giữ được tường đá gần như nguyên vẹn kể từ khi được phát hiện. Kỹ thuật xây dựng của đền tháp Bình Thạnh khá tương đồng với các đền tháp nằm ở miền Trung, sử dụng vật liệu gạch nung xếp chồng lên nhau một cách khéo léo và cực khít mà không hề dùng đến chất liệu kết dính. Tuy nhiên điều đáng tiếc là kỹ thuật xây dựng này cho đến nay đã bị thất truyền, nhiều nhà khoa học, khảo cổ học cố gắng tìm kiếm, song vẫn chưa có câu trả lời. Tổng thể kiến trúc tháp của Bình Thạnh bao gồm 3 tháp chính, tuy nhiên chỉ còn lại một tháp là còn được nguyên vẹn hình hài do được trùng tu vào năm 1998, còn 2 tháp còn lại thì chỉ còn là dấu tích. Ngôi tháp cổ có chiều cao 10 mét, được xây dựng trên nền đất hình vuông, mỗi cạnh dài 5 mét quay về đúng 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Tháp Bình Thạnh được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa năm 1993. Năm 1995, đình Bình Thạnh cũng đã được xây dựng bên cạnh tháp cổ. Nhà nước và tỉnh Tây Ninh nhiều lần tu sửa tháp cổ để gìn giữ lại một trong những di sản văn hóa của dân tộc. Không chỉ mang giá trị lịch sử, kiến trúc mà di tích tháp cổ Bình Thạnh còn ẩn chứa nhiều giá trị đặc biệt về đời sống văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của người xưa. Kỹ thuật xây dựng, điêu khắc tài tình đã phản ánh sự phát triển đỉnh cao của văn hóa Ốc Eo. Các nhà sử học, văn hóa học, khảo cổ học không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để khám phá nhiều hơn nữa các giá trị đặc sắc của khu di tích cổ này. Chính vì kỹ thuật điêu khắc trên mà tháp Bình Thạnh đã trở thành một trong những điểm du lịch ấn tượng ở Tây Ninh, thu hút đông đảo du khách ghé thăm để hiểu hơn về văn hóa Ốc Eo, một phần làm nên giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc ngày nay. Thưa quý vị, Ostrava là thành phố lớn thứ 3 ở Cộng hòa Séc, nằm gần biên giới Ba Lan. Một trung tâm công nghiệp lớn, trước đây có biệt danh là trái tim thép của nước Cộng hòa. Những năm gần đây Ostrava được tái sinh như một báu vật chưa được khám phá của châu Âu. Ostrava hấp dẫn du khách bởi hàng loạt những nhà thờ đẹp, lâu đài thời Trung Cổ, bảo tàng khai thác mỏ lớn nhất cả nước và khu vực Vítkovice. Thành phố thường xuyên tổ chức các lễ hội âm nhạc quốc tế nổi tiếng Colors of Ostrava, tháng và Ostrava Days of New Music, 2 năm một lần vào tháng 8. Nơi đây còn hấp dẫn bởi cuộc sống về đêm sôi động và ẩm thực đường phố mê đắm lòng người. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.